Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi đang trên đường đi làm việc kiếm tiền, nhưng mà gặp một cái trục trặc là xe thì hết xăng. Theo dự kiến thì số tiền mua xăng thì đi được hết ngày hôm nay, nhưng đến bây giờ qua thời điểm này thì số xăng trong xe đã hết, không thể chạy được, sẽ lỡ mất đơn hàng của khách hàng. Nên là tôi quyết định thực hiện một cái cuộc tuần hành là phản đối tăng giá xăng và phản đối xăng E5. Vâng, bằng việc là dắt xe máy đi bộ. Vâng, tôi đang dắt xe máy đi bộ. Cổng viện Thanh Nhàn. Đó, cổng viện Thanh Nhàn thì đến chạy từ nhà ra đến cổng viện Thanh Nhàn thì khai trong được khoảng 300m thì hết xăng. Rất là điên. Vừa ấm đỏ lại đổ xăng 50.000 xăng E5 mà xăng thì đang tăng giá, nên là lượng xăng được ít hơn, và chính vì vậy mà cái số km đi được cũng ít hơn, và điều đó làm cho người dân khốn hơn, đặc biệt là cánh lái xe Uber hoặc Grab, hoặc là dân là chạy xe ôm, hoặc là dân chạy taxi, hoặc là dân nói chung là cánh lái xe thì sẽ bị móc túi rất nhiều. Và chúng tôi rất là thấy đây là một cái việc làm rất là bất công của chính phủ. Vâng, đoàn xe thì đang di chuyển với tốc độ là 20 km đến 30 km/h, còn tôi thì phải di chuyển với tốc độ 5 km/h. Đây là một cái điều rất là bất công. Trong khi đó xăng ở Malaysia chỉ có hơn 13.000, xăng ở Mỹ thì có hơn, có rẻ hơn như vậy, và xăng ở Dubai thì có hơn 6.000 một lít. Còn ở Việt Nam thì xăng giá rất cao, đến hơn 20.000 đồng một lít, và không có quyền lựa chọn xăng 92, mà chỉ có được quyền lựa chọn xăng E5 hoặc là xăng 95 với giá cao hơn. Và sau khi mà giá xăng E5 được đưa tung ra thị trường thì cũng đồng thời điểm đó là một loạt các xe ô tô, xe máy bị bốc cháy với rất nhiều nghi ngờ là nó liên quan đến xăng E5. Bởi vì xăng E5, chúng ta hiểu xăng E5 là gì? Xăng E5 là xăng được pha trộn 5% ethanol. E5E là ethanol, 5 là 5%. Xăng có 5% ethanol, 5% cồn đó, 5% cồn. Và nó đã được thế giới, có nhiều nước quốc gia có được sử dụng. Tuy nhiên, xăng này ở Việt, cồn này ở Việt Nam thì được sử dụng công nghệ của Trung Quốc, hoặc thậm chí là nhập khẩu cồn của Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia sản xuất cồn, cung cấp cho thế giới, nhưng lại không sử dụng xăng E5. Đó là một dấu hỏi. Còn tại sao Việt Nam thì lại sử dụng xăng E5? Và rất nhiều các nhà máy sản xuất ethanol đã được đầu tư với công nghệ của Trung Quốc, và dẫn đến là và nó không hoạt động được hiệu quả, thậm chí không hoạt động được, dẫn đến là thất thoát tiền thuế, của tiền vốn của nhân dân, cái tiền ngân sách quốc gia rất là lớn. Và chính vì vậy xăng E5 tiếp tục được bảo hộ. Xăng E5 tiếp tục được bảo hộ. Và khi xăng E5 tiếp tục bảo hộ thì túi tiền của người dân sẽ bị móc thêm nữa, móc nhiều hơn nữa. Và đó chính là lý do mà Trung dân Việt Thương tôi thực hiện cái clip này để phản đối việc tăng giá xăng, đặc biệt là đưa xăng E5 vào sử dụng đại trà một cách ép uổng, không cho phép sử dụng xăng 92 nữa.
Đây chính là một chính sách để nuôi dưỡng các cái công ty làm ăn bất chính. Vâng, nuôi các cái dự án xăng, dự án các nhà máy ethanol đã phá sản bởi vì công nghệ Trung Quốc, bởi vì quản lý yếu kém. Và nếu tiếp tục nuôi dưỡng nó thì tiếp tục xăng còn tăng giá cao hơn nữa, bởi vì tiền thuế từ nhân dân đóng vào để làm việc không hiệu quả. Nhân đây tôi cũng phản đối luôn cái hình thức quản lý nhà nước, kinh tế nhà nước, bởi vì tất cả ở đâu có hình thức quản lý kinh tế nhà nước thì ở đó có tham ô tham nhũng rất kinh khủng. Vâng, tôi vẫn tiếp tục hành trình đi bộ. Vâng, hành trình dắt xe máy đi bộ trên đường. Bởi vì chính tiền túi của tôi bị móc. Vâng, và chính vì móc túi của tôi dự tính đều sai lệch và tôi không có xăng, không đủ xăng để đi. Và tôi buộc phải dắt xe máy đi bộ. Và một lần nữa tôi thấy rằng là nếu mà tất cả người dân cứ chạy hết xăng đi, xong đó thì đi bộ như tôi, thì xăng sẽ quay về giá gốc. À, không phải đi bộ như tôi mà dắt xe máy đi bộ như tôi. Vâng, chưa có điều luật nào là xử phạt cái tội là hết xăng. Chưa có điều luật nào xử cái tội là hết xăng mà dắt xe đi bộ. Vâng, đã bị trễ cái giờ hẹn của khách hàng và khách hàng đã hủy cái đơn hàng. Nên là thôi, tôi sẽ dành cái chút thời gian này cho cái cơn phẫn nộ của chính mình. Mặc dù tôi đang tu luyện và tôi đang tu bụi, tôi đang kìm chế những cơn nóng giận của mình và xây dựng cái lý trí, sống với lý trí, với niềm tin. Nhưng hôm nay tôi cho phép tôi nóng giận, tôi cho phép tôi phẫn nộ, bởi vì người dân bị móc túi, bởi vì tôi bị móc túi. Dạ vâng, có anh chị em nào muốn cầu truyền hình với trung dân không ạ? Nếu ai muốn cầu truyền hình với trung dân thì hãy ấn nút OK, gõ chữ OK vào, trung dân Việt Thương sẽ ấn nút mời. Dạ vâng, rất nhiều những GrabBike, rất nhiều Uber Moto và các Uber Driver. Nhưng mà rất ít người lên tiếng, hoặc là họ chưa dám lên tiếng, hoặc là họ chưa biết lên tiếng như thế nào. Với tôi, với tư cách là một Uber Driver và một Grab Driver, một GrabBike, tôi lên tiếng phản đối điều này. Dạ vâng, Xanh Hoài và Dũng Lê, xin mời anh Dũng Lê trước ạ. Vâng. À xin mời, vâng, theo nguyên tắc trước sau mời chị Xanh Hoài trước. Vâng. Gửi đi ạ. Chị Xanh Hoài đã nhận được cái lời mời chưa ạ? Và chưa. Vâng, đã lời mời đã bị từ chối. Xin mời anh Dũng Lê. Vâng. Anh Dũng Lê không đủ điều kiện để kết nối. Dạ vâng, có ai muốn lên, muốn cầu truyền hình với trung dân thì ấn nút OK vào đây ạ. Vâng, có anh chị em nào là những lái xe, những Grab, những
Uber, Driver, những Grab, Bye thì hãy kết nối, hãy ấn OK vào đây để chúng ta cùng hội luận. Vâng, hoặc như ai anh chị nào đang lái xe ô tô, xe tải hoặc là taxi thì có ấn nút OK vào đây nếu muốn lên sóng, chúng ta cùng hội luận về cái việc là phản đối tăng giá xăng này. Vâng, xin mời bạn anh Hữu Hòa. Vâng, lời mời đang chuyển đến anh Hữu Hòa. Lời mời đang gửi đến anh Hữu Hòa, không biết anh Hữu Hòa đã nhận được chưa? Nếu muốn lên sóng cùng với trung dân thì hãy quay ngang máy điện thoại sang. Hãy quay ngang máy điện thoại ra thì lời mời mới có giá trị. Lời mời của cầu truyền hình mới có giá trị. Vâng. Vâng, lời mời vẫn đang tiếp tục được gửi đi. Vâng. Và khách mời đã từ chối. Vâng, xin gửi lời mời cầu truyền hình đến anh Quang Huy Nguyễn. Vâng. Không thể đưa Quang Huy Nguyễn lên máy ảnh, lên màn hình. Vâng. Vâng, bạn Vũ Huyền thì mình là dân buôn bán, cũng phản đối tăng thuế và tăng giá xăng hút máu dân. Vâng. Rất đáng tiếc là những lời mời cầu truyền hình của Trung dân Việt Thương đều thất bại. Vâng, cho Trung dân Việt Thương tiếp tục thực hiện cái hành trình của mình. Vâng, trong khi giá xăng trên thế giới không có biến động gì mà Bộ Tài chính tự tiện tăng giá xăng, đó là một điều rất là bất cập, vi phạm vào luật pháp, vi phạm vào các giá trị phổ quát của các chính phủ, của các chính phủ minh bạch. Đây là một cái hình thức mà hút máu của dân. Vâng, bây giờ đã đến cây xăng, tôi xin phép dừng lại để còn đến cây xăng tôi sẽ dừng lại để đổ xăng còn đi công việc. Đáng nhẽ có thể là dắt cả ngày được thì tốt, nhưng mà do là không đủ điều kiện. Vâng, do cuộc sống rất là bức xúc và vấn đề là chỉ có một mình làm thì nó hiệu quả nó không có cao. Vâng, cái xăng này chỉ có xăng RON 95 thôi. Tôi đang cố gắng căn chỉnh để lấy nét cái Vâng, giá xăng RON 95 là 20.580 đồng.
Vâng, xăng liên tục tăng giá trong mấy ngày hôm nay vâng ạ. Vâng, bây giờ tôi xin phép dừng lại đây để tiếp tục cái công việc của mình. Dạ vâng. Đây là một gợi ý mong mọi người cùng suy nghĩ, cùng suy ngẫm. Ý nhà nước, kinh tế nhà nước. Bởi vì tất cả ở đâu có hình thức quản lý kinh tế nhà nước thì ở đó có tham ô tham nhũng rất kinh khủng. Vâng, tôi vẫn tiếp tục hành trình đi bộ. Vâng, hành trình dắt xe máy đi bộ trên đường. Bởi vì chính tiền túi của tôi bị móc. Vâng, và chính vì móc túi của tôi, tôi dự tính đều sai lệch và tôi không có xăng, không đủ xăng để đi. Và tôi buộc phải dắt xe máy đi bộ. Và một lần nữa tôi thấy rằng là nếu mà tất cả người dân cứ chạy hết xăng đi, xong đó thì đi bộ như tôi, thì xăng sẽ quay về giá gốc. À, không phải đi bộ như tôi mà dắt xe máy đi bộ như tôi. Vâng, chưa có điều luật nào là xử phạt cái tội là hết xăng. Chưa có điều luật nào xử cái tội là hết xăng mà dắt xe đi bộ. Vâng, đã bị trễ cái giờ hẹn của khách hàng và khách hàng đã hủy cái đơn hàng. Nên là thôi, tôi sẽ dành cái chút thời gian này cho cái cơn phẫn nộ của chính mình. Mặc dù tôi đang tu luyện và tôi đang tu bụi, tôi đang kìm chế những cơn nóng giận của mình và xây dựng cái lý trí, sống với lý trí, với niềm tin. Nhưng hôm nay tôi cho phép tôi nóng giận, tôi cho phép tôi phẫn nộ. Bởi vì người dân bị móc túi, bởi vì tôi bị móc túi. Dạ vâng, có anh chị em nào muốn cầu truyền hình với trung dân không ạ? Nếu ai muốn cầu truyền hình với trung dân thì hãy ấn nút OK, ấn gõ chữ OK vào, trung dân Việt Thương sẽ ấn nút mời. Thì lời mời mới có giá trị, lời mời của cầu truyền hình mới có giá trị. Vâng. Vâng, lời mời vẫn đang tiếp tục được gửi đi. Vâng, và khách mời đã từ chối. Vâng, xin gửi lời mời cầu truyền hình đến anh Quang Huy Nguyễn. Vâng. Không thể đưa Quang Huy Nguyễn lên máy ảnh, lên màn hình. Vâng. Vâng, bạn Vũ Huyền thì mình là dân buôn bán cũng phản đối tăng thuế và tăng giá xăng hút máu dân. Vâng, rất đáng tiếc là những lời mời cầu truyền hình của trung dân Việt Thương đều thất bại. Vâng, cho trung dân Việt Thương tiếp tục thực hiện cái hành trình của mình. Vâng, trong khi
Trong khi giá xăng trên thế giới không có biến động gì mà Bộ Tài chính tự tiện tăng giá xăng, đó là một điều rất là bất cập, vi phạm vào luật pháp, vi phạm vào các giá trị phổ quát của các chính phủ, của các chính phủ minh bạch. Đây là một cái hình thức mà hút máu của dân. Vâng, bây giờ đã đến cây xăng, tôi xin phép dừng lại để... Dạ vâng, rất nhiều những GrabBike, rất nhiều những Uber Moto và các Uber Driver, nhưng mà rất ít người lên tiếng, hoặc là họ chưa dám lên tiếng, hoặc là họ chưa biết lên tiếng như thế nào. Với tôi, với tư cách là một Uber driver và một Grab driver, một Grab bike, tôi lên tiếng phản đối điều này. Dạ vâng, Xanh Hoài và Dũng Lê, xin mời anh Dũng Lê trước ạ. Vâng. À xin mời, vâng, theo nguyên tắc trước sau mời chị Xanh Hoài trước. Vâng. Gửi đi ạ. Chị Xanh Hoài đã nhận được cái lời mời chưa ạ? Và chưa, vâng, đã lời mời đã bị từ chối. Xin mời anh Dũng Lê, vâng. Anh Dũng Lê không đủ điều kiện để kết nối. Dạ vâng, có ai muốn lên, muốn cầu truyền hình với trung dân thì ấn nút OK vào đây ạ. Vâng, có anh chị em nào là những lái xe, những Grab, những Uber driver, những Grab bike thì hãy kết nối, hãy ấn OK vào đây để chúng ta cùng hội luận. Vâng, hoặc những ai anh chị nào đang lái xe ô tô, xe tải hoặc là taxi thì có ấn nút OK vào đây nếu muốn lên sóng, chúng ta cùng hội luận về cái việc là phản đối tăng giá xăng này. Vâng, xin mời bạn anh Hữu Hòa. Vâng, lời mời đang chuyển đến anh Hữu Hòa. Lời mời đang gửi đến anh Hữu Hòa, không biết anh Hữu Hòa đã nhận được chưa? Nếu muốn lên sóng cùng với trung dân thì hãy quay ngang máy điện thoại sang. Hãy quay ngang máy điện thoại ra. Hơn 20.000 đồng một lít. Và không có quyền lựa chọn xăng 92 mà chỉ có được quyền lựa chọn xăng E5 hoặc là xăng 95 với giá cao hơn. Và sau khi mà giá xăng E5 được đưa tung ra thị trường thì cũng đồng thời điểm đó là một loạt các cái xe ô tô, một loạt các xe ô tô, một xe máy bị bốc cháy. Với rất nhiều điều nghi ngờ, với rất nhiều nghi ngờ là nó liên quan đến xăng E5. Bởi vì xăng E5, chúng ta hiểu xăng E5 là gì? Xăng E5 là xăng được pha trộn 5% ethanol. E5E là ethanol, 5 là 5%. Xăng có 5% ethanol, 5% cồn đó, vâng, 5% cồn. Và nó đã được thế giới, có nhiều nước quốc gia có được sử dụng. Tuy nhiên xăng này ở Việt, cồn này ở Việt Nam thì được sử dụng công nghệ của Trung Quốc hoặc thậm chí là nhập khẩu cồn của Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia sản xuất cồn cung cấp cho thế giới nhưng lại không pha, không sử dụng xăng E5. Đó là một dấu hỏi. Còn tại sao Việt Nam thì lại sử dụng xăng E5? Và rất nhiều các nhà máy sản xuất ethanol
đã được đầu tư với công nghệ của Trung Quốc và dẫn đến là và nó không hoạt động được hiệu quả, thậm chí không hoạt động được, dẫn đến là thất thoát tiền thuế của tiền vốn của nhân dân, cái tiền ngân sách quốc gia rất là lớn. Và chính vì vậy xăng E5 tiếp tục được bảo và khi xăng E5 tiếp tục bảo hộ thì túi tiền của người dân sẽ bị móc thêm nữa, móc nhiều hơn nữa. Và đó chính là lý do mà Trung dân Việt Thương tôi thực hiện cái clip này để phản đối việc tăng giá xăng, đặc biệt là tăng giá xăng, đặc biệt là đưa xăng E5 vào sử dụng đại trà một cách ép uổng, không cho phép sử dụng xăng 92 nữa. Đây chính là một chính sách để nuôi dưỡng các cái công ty làm ăn bất chính. Vâng, nuôi các cái dự án xăng, dự án các nhà máy ethanol đã bị phá sản bởi vì công nghệ Trung Quốc, bởi vì quản lý yếu kém. Và nếu tiếp tục nuôi dưỡng nó thì tiếp tục xăng còn tăng giá cao hơn nữa, bởi vì tiền thuế từ nhân dân đóng vào để làm việc không hiệu quả. Nhân đây tôi cũng phản đối luôn cái hình thức quản lý. Vâng, xin chào quý khán giả. Tôi đang trên đường đi làm việc kiếm tiền, nhưng mà gặp một cái trục trặc là xe thì hết xăng. Theo dự kiến thì số tiền mua xăng thì đi được hết ngày hôm nay, nhưng đến bây giờ qua thời điểm này thì số xăng trong xe đã hết, không thể chạy được, sẽ lỡ mất đơn hàng của khách hàng. Nên là tôi quyết định thực hiện một cái cuộc tuần hành là phản đối tăng giá xăng và phản đối xăng E5. Vâng, bằng việc là dắt xe máy đi bộ. Vâng, tôi đang dắt xe máy đi bộ. Đến chạy từ nhà ra đến cổng viện Thanh Nhàn được 200, được khoảng 300m thì hết xăng. Rất là điên. Vừa ấm đỏ lại đổ xăng 50.000, xăng E5 mà xăng thì đang tăng giá, nên là lượng xăng được ít hơn. Và chính vì vậy mà cái số km đi được cũng ít hơn. Và điều đó làm cho người dân khốn nạn hơn, đặc biệt là cánh lái xe Uber hoặc Grab, hoặc là dân là chạy xe ôm, hoặc là dân chạy taxi, hoặc là dân nói chung là cánh lái xe thì sẽ bị móc túi rất nhiều, và chúng tôi rất là thấy đây là một cái việc làm rất là bất công của chính phủ. Vâng, đoàn xe thì đang di chuyển với tốc độ là 20 km đến 30 km/h, còn tôi thì phải di chuyển với tốc độ 5 km/h. Đây là một cái điều rất là bất công. Trong khi đó xăng ở Malaysia chỉ có hơn 13.000, xăng ở Mỹ thì có hơn, có rẻ hơn như vậy. Và xăng ở Dubai thì có hơn 6.000 một lít. Còn ở Việt Nam thì xăng giá rất cao,